năm mới. Xin chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Mỗi Tết đến xuân về là chúng ta lại thêm một tuổi. Và chắc là nhiều người là cũng còn mẹ, nhưng Quốc Anh là mẹ đã đi xa. Hôm nay là thêm một tuổi. Xin hát một bài về mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Không bằng nhà mình, dù cho phú quý vinh quang.
vinh quang không bằng có mẹ. Trèo lên dãy núi thiên thai, ôi à, mẹ tôi trong áng mây vàng. Mẹ ơi, thế giới mênh mông, cho con mãi mãi theo mẹ. Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù lên dãy núi thiên thai, ôi à, mẹ tôi về đâu? Ngàn năm mây trắng bay theo, ôi à, mẹ ơi, mẹ về. Xin lỗi, hát về mẹ xúc động quá, thành ra cũng hơi bị nhầm lời tí.